Ủa, mới đây mà hết rồi hả con? Rồi, vậy bây giờ á, ba quay cái clip rồi con nói chuyện với lại cô giỏi nha. Ừ, con kêu cô giỏi đem qua hai cái hộp mới cho con nha. Rồi nói nè, cô giỏi ơi, ship cho con hai hộp nữa nha. Rồi, con có muốn nói gì với cô giỏi nữa không? Ừ, cô nhớ nhớ sao? Cô nhớ gì? Giỏi quá, đúng rồi, nhớ giảm giá cho con ha. Ngoan, rồi ba gửi qua cho cô giỏi nha.